Chúng ta tiếp tục với cái bài tính tổng các bình phương ở trên MIP của Assembly. Đầu tiên là khung chương trình như thế này, đầu tiên là khai báo dữ liệu này, sau đó là đoạn sau đó là phần đoạn của cái đoạn code khá liệu sau cái cần chấm data. Ta có số n đi, tổng của nó số n kiểu what vậy hơi sẽ điểm 10. Ta có tổng đi sum of kết quả square 2 chấm chấm what để giá trị bao giờ là không. Tiếp theo ta đến phần code. Phần code thì ta sẽ phải khai báo một cái sau, đầu tiên là phải có cái directory tag, tiếp theo là global, thậm chí là main. Tiếp theo ta có nt cho đây hàm mình cụ thể mình có admin nữa. Rồi bây giờ ta sẽ vào cụ thể tính toán. Đầu tiên là tại tính cái là tính tổng bình phương từ 1 đến n. Đầu tiên ta phải làm vòng lặp đúng không? Đây là load cái thằng lấy cái một cái word vào t0 thằng n thôi. Sau đó ta sẽ lấy cái đầu tiên t1 anh chị là một từ 4 đến n. Tiếp theo là sẽ đặt tổng của nó li lỗi tệ là thứ ba thứ hai là không cái tổng này. Chúng ta hãy tạo một vòng lặp với hàng nhân nhân t1 bình phương ấy. Sau đó thì sẽ cộng cái thằng s nhầm đây là lấy tiếp đó chúng ta sẽ tăng cái thằng giá trị của thằng t1 lên 1, tức là từ 1 2 4 5 6 ấy. Đấy vậy t.
là if nhé, if nếu mà T1 với T0 nhỏ hơn T0 thì ấy nhảy đến jump to some loop nếu T1 nhỏ hơn T0. Ở đây T1 nó là nó từ 1 tăng dần, còn T0 là n thì đang là 10, là 10 tăng dần từ 1. Mình để số 1 rồi nhỉ, đây là 10, tăng từ 1 đến 10 khi nào 10 dừng lại. Rồi bây giờ sẽ lưu trữ lại, lưu trữ store D2 vào sum of square. Chữ xong luôn, ta sẽ ra dừng. Cái này dừng chỉnh này. Đây sao? Thế đây in ra nhá. In ra đã. Nếu in ra thì phải LI. Không cho am không nữa. MV. Đúng in ra cái này, in là đây, load. Chúng ta sẽ lấy cái kết quả từ sum square này ra không. Sau đó chúng ta sẽ thông báo triệu in và cùng in ra như thế. Thử nhé, thử terminal. Stream chữ F sum of square vậy là 385. Thì ta thử một khác nào. Ta thử cái này. Bây giờ trong là 3 ta sẽ gọi là bằng 3 đi. 3 đã có là ví dụ có 1 mũ 2 cộng 2 mũ 2 bằng là 1 cộng với 4 cộng với 9 bằng là 15 à 14. Thử luôn. Đây xong. Tiên là khai báo tài này. Sau tiếp theo là ta sẽ khai báo main này. Main tạo đường vòng lặp. Lặp đây. Lặp đây xong ta sẽ lưu kết quả ở đây. Kết quả đây cho vào thằng biến để in ra và ra dừng chỉnh đây.